Chúng tôi là Tuấn Tuấn, xin được kính chào quý khán giả của tạp chí trẻ Magazine USA. Và ngày hôm nay chúng tôi có cuộc nói chuyện với cô Jacqueline Đào. Cô đến từ Atlanta, right? Dạ. Và đây cũng là một dịp tình cờ anh em chúng tôi gặp nhau giữa phố Bosa. Và ngày hôm nay chúng tôi có một cuộc nói chuyện chia sẻ về tâm tình, về tình cảm gia đình, đời sống và cả luôn sự nghiệp, giống như là cô Jacqueline Đào là một trong những hoa hậu của cuộc thi hoa hậu toàn cầu trung tâm Kim Lợi vừa được tổ chức đêm qua. Và xin kính chào Jacqueline, em mời em có thể gửi lời chào với con. Em xin chào nhà báo Đức Tuấn, em xin chào quý khán thính giả báo trẻ Magazine USA. Em là Jacqueline Đào và em đến từ Atlanta. Okay. How long you been here? I've been here for 14 years. 14 years. Right. Okay. When did you come to US, to California? Yeah, so my family moved to the US, and so you know, like when I was a little kid, I always wanted to become a queen. Mm-hmm. And last year, when they have the pageant competition in California, so I decided to sign up for this. Wow. Yes. So you got you earned the queen of Miss USA, right? Miss Vietnam Global. Yeah, Vietnamese Global. Yeah. Last year. Not yeah. this year. Yes. Right. Uh-huh. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Can you, em có thể nói lại với lại chia sẻ với khán giả cái hành trình như thế nào em đến với cuộc thi đó? Dạ. Thì năm ngoái đó, khi đó thì là mùa hè và em có một người bạn đã giới thiệu cho em là sẽ có một cuộc thi hoa hậu tại Nam California. Và người bạn đó có hỏi em là có muốn tham dự hay không. Thì em nói là ok, để thử coi. Yeah, và sau đó thì em đã quyết định tới miền Nam California và tham dự cuộc thi hoa hậu Vietnamese Global Asia. Oh, yeah. Em đoạt được giải gì? Em đạt giải hoa hậu áo dài. Wow. Yeah. Yeah. Em về Atlanta thì em làm gì ở Atlanta nhỉ? Em là luật sư. Okay. Yeah. Okay. Anh có biết công ty chuyển hàng UPS? UPS. Yeah, những cái xe mà brown truck around every corner. Yeah, so I work for them. I'm the corporate lawyer. Oh, corporate lawyer. Yeah. Ở ngay Atlanta luôn. Dạ vâng, đúng rồi. Thì UPS, cái headquarters của nó là ở Atlanta. Dạ, thì sau khi tốt nghiệp đại học thì em có làm việc cho công ty. Em tốt nghiệp đại học nào? Em tốt nghiệp trường đại học Georgia State University. Dạ vâng ạ. Được bao lâu rồi? Em tốt nghiệp năm 2015. And after that, yeah, I went to work right after college. Em theo gia đình sang Mỹ là 10 năm. Dạ, hơn 10 năm ạ. Hơn 10 năm. Dạ. Lúc đó là em sang đây thì em đi học college liền hay là em học trung học? Em học trung học khoảng 3 năm. Vâng. Dạ, sau đó thì em đi học college. Ồ. Dạ. Rồi xong college thì em vô university học về luật luôn. Dạ, đúng rồi. Dạ. Em làm được bao nhiêu năm về luật rồi? Em làm cũng được 5 năm rồi. Dạ. Người ta nói là người phụ nữ mà là luật sư thì hơi là khó khăn và có vẻ rất là kêu là miệng cứng mà lòng mềm, đúng không? Em nghĩ vậy. Tại vì cái nghề luật sư của tụi em là tụi em phải đấu tranh cho sự công bằng. Cho dù là luật sư ở ngoài đời hay là luật sư của một công ty lớn thì đó là cái trách nhiệm của tụi em là đấu tranh cho sự công bằng. Thì khi mà có một cái vấn đề gì đó, tụi em sẽ phải sử dụng tất cả những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức của mình học được để đấu tranh cho sự công bằng. Còn nói về thì em nghĩ là luật sư đúng là có rất là giống tình cảm. Dạ, rất là tình cảm, lúc nào cũng lo lắng cho gia đình, lo lắng cho những người
thân của mình, những người mà mình yêu thương, và hơn nữa là lo lắng cho tất cả những người của cộng đồng của mình. Dạ. Thế thì đời sống tình cảm của cô Jacqueline Đào như thế nào? Luật sư Jacqueline Đào. Dạ. Thì khi mà học đại học đó thì cũng có bạn trai. Sau đó thì không có thành công. Tại vì bạn trai đi chuyển qua bạn khác để học cao hơn, thành ra là không có thành công. Thì hiện tại bây giờ thì cũng đang có nói chuyện với đang có dạ đang có tình in relationship. Dạ đúng dạ không? Thì cũng đang có talking to a very cute guy. Yeah. Em dạ. Nghĩ gì về tình yêu? Em nghĩ tình yêu is beautiful. Yeah. How beautiful? Tại vì tình yêu nó mang lại cho mình những cái mà giống như là em nghĩ nếu như là một tình yêu chân thật thì tình yêu sẽ mang lại cho mình hạnh phúc, tình yêu sẽ mang lại cho mình sự cố gắng, tình yêu sẽ mang lại cho mình những cái nỗ lực để mình vươn tới xa hơn. Thì em nghĩ tình yêu is beautiful. Yeah. Love okay. Is beautiful. Em làm luật sư. Dạ. Bây giờ có một cái scenario như thế này, em làm luật sư mà nếu như một ngày nào đó em phát hiện người em yêu là phạm tội thì em sẽ như thế nào? Nếu khi ra tòa em sẽ phải suy xét cái mức độ phạm tội nó như thế nào. Nhiều khi nếu như mà cái sự việc nó rất là nghiêm trọng thì mình sẽ phải có những quyết định cứng rắn, đó là cái bản chất của người luật sư. Có cái câu là law is the law, I cannot bend the law. Yes, đúng không? I agree with that. Yeah. Nhưng mà đối với người phụ nữ, khi mà yêu có thể hợp người quán và có thể hợp tình yêu che mắt thì lý trí cũng bị che mắt, bị che đi, và có thể họ sẽ bảo vệ cái người yêu của mình. Em có đồng ý với cái quan điểm đó không? I think like you said, law is a law and we don't want to break any law. And yeah, so that it is how it is. Okay. Em đến Cali hồi nào? Ngày em mấy ngày nữa? Em tới Cali từ bữa thứ tư tuần trước. Sau đó thì em ở trên downtown 2 ngày để em downtown LA. Em ở trên đó 2 ngày và em có người thân gì ở đây? Em có bạn thôi. Dạ, yeah. Nhưng mà em tới thứ tư, sau đó là em vẫn làm công việc công việc UPS của em. Sau đó thì sáng thứ sáu em có xuống dưới này để tức là sáng hôm qua. Thả sáng hôm qua. Dạ. Cảm xúc của em thế nào khi em đến em dự cái buổi lễ tối hôm qua? Cái tình dạ tiệc tối hôm qua. Dạ vâng, cái buổi tối dạ tiệc tối hôm qua em nghĩ là bất ngờ không? Rất là hoành tráng, rất là bất ngờ, tại vì sau một thời gian COVID rất là dài thì Kim Lợi đã tổ chức được một cái cuộc thi như vậy, em nghĩ là rất thành công. Dạ, dạ, tại vì cái COVID nó đã giữ lại rất là nhiều các cái hoạt động. Cái trách nhiệm của em đêm qua là gì? Ngày hôm qua thì là em khách là một khách mời đặc biệt cho cuộc thi ngày hôm qua. Em có trao vương miện chủ của em cho người mới không? Dạ, ngày hôm qua thì cái đó là nhiệm vụ của những cô hoa hậu khác. Ngày hôm qua em là khách mời đặc biệt. Khách mời đặc biệt. Dạ vâng. Em dự định ở lại Cali bao lâu? Em sẽ ở Cali cho tới thứ hai. Dạ. Thì em phải về để tiếp tục công việc của mình ở bên Atlanta. Chắc là lớp về. Em nghĩ là California cái khí hậu nó giống Atlanta không? Khí hậu bên này nó cũng giống như Atlanta nhưng mà nó không có quá lạnh. Nếu như mà Atlanta thì mùa đông nó sẽ lạnh hơn và mùa hè thì nó sẽ nóng hơn. Và về thức ăn thì bên đây có nhiều đồ Việt ngon. Em thích đồ ăn Việt hay là em thích đồ ăn ngoại quốc? Em thì nói chung em thích đồ ăn và em
thực sự thì em ăn đồ Mỹ rất là nhiều. Dạ, vì vì em không có nấu nhiều. Nhiều khi em cứ order ở ngoài đó, tụi em cũng muốn order different foods, like from different culture. Em muốn ăn đồ Nhật hay là ăn đồ Thái, đồ Hàn Quốc, đồ Việt Nam. Dạ. How do you like how do you like Vietnamese food? Oh, I love Vietnamese food. Yeah. Đặc biệt là khi mà em tới California, em nghĩ là đồ ăn Việt Nam mình quá ngon luôn. Em yeah. nghĩ gì về chiếc áo dài Việt Nam? Beautiful. Nhưng mà có how often you wear that? Áo dài Việt Nam thì ở Mỹ thì thực sự mình không có nhiều cơ hội để mình mặc áo dài Việt Nam. Bên Atlanta thì thường em mặc áo dài Việt Nam vào ngày Tết. Thỉnh thoảng mặc áo dài đi chùa với bà. Dạ. Yeah. Em đạo Phật. À, em đạo Phật. Dạ. Yeah. Cuộc sống thường ngày của một luật sư nó như thế nào hả? Cũng bình thường như những cô gái khác thôi. Nhưng mà có những ngày em làm việc rất là trễ. Nếu như mà có những cái case mà mình phải giải quyết nó đó, thì em sẽ thức rất là trễ và để hoàn thành cái case đó. Dạ. Yeah. Giữa tình yêu của nước Mỹ yeah. và tình yêu dành cho nước Việt Nam, đối với em cái nào nặng hơn? Em nghĩ là giống nhau. Mình sống ở nước Mỹ thì tất nhiên là mình sẽ là công dân Mỹ. Nhưng mình cũng không bao giờ mình quên được cái cội nguồn của mình, đó là đất nước Việt Nam. Thì em nghĩ là sẽ không có bên nào nặng hơn. Em đã bao giờ về Việt Nam chưa? Em có về Việt Nam ngày hồi năm 2017. Sau đó thì có ý định về ở 2 tuần. Dạ. Ở Sài Gòn hả? Em về là em đi Sài Gòn, em đi miền Tây, em đi Hà Nội. Em là từ Hà Nội. Dạ. Em là gốc Hà Nội. Em gốc Hà Nội. Oh. Vậy dạ. thì gia đình em sang đây là như thế nào? Thực sự thì gia đình em là tại vì ba mẹ mua qua đây theo cái job. Sau đó thì mang cả gia đình qua đây. Và bây giờ thì ba mẹ em còn làm việc không? Hay là... Dạ còn. Oh. Dạ. Dạ. Anh nghĩ là California là đất ấm. Dạ. Và em có bao giờ em nghĩ là em sẽ move về đây không? Ồ, em có nghĩ tới đó. Dạ. Hiện tại bây giờ thì em đang làm cho công ty UPS, là một công ty lớn của Mỹ. Thì nó sẽ có rất là nhiều cơ hội để mình có thể mình transfer job tới những cái tiểu bang khác nếu như mà mình muốn. Thì cái đó is possible. Dạ. Tương lai của em có bao giờ em phát họa ra cái tương lai của em về sau khi mà em lập gia đình rồi có con cái nó sẽ như thế nào? Thì tương lai của em nghĩ là em sẽ ước mơ bao nhiêu đứa con? Thôi một đứa thôi. Một đứa thôi, tại vì nhiều đứa quá bên đây. Children is very expensive, you know. Yeah. Một đứa. Và em nghĩ là trong tương lai thì có thể em sẽ làm cái business của riêng mình, có thể là một cái văn phòng luật sư, hoặc là có thể là một cái business nào đó. Khi đó thì mình sẽ tự chủ hơn về cái tương lai của mình. Với một câu hỏi là em có nghĩ rằng người phụ nữ ngày hôm nay nên sống độc lập về vấn đề tài chính hơn là phụ thuộc vào người đàn ông? Dạ có. Cái này thì em hoàn toàn đồng ý. Em nghĩ là giới trẻ hiện nay giống như là cái thế hệ của em đó, thì tụi em rất là độc lập. Người phụ nữ rất là độc lập, có công việc riêng, có thu nhập riêng và có nhà cửa riêng. Dạ. Là một người thành đạt về học vấn, thành đạt về danh vọng, về có tài chánh đầy đủ và sắc đẹp nữa, em có lời gì để chia sẻ với những sự thành công như vậy đối với những bạn trẻ bây giờ? Dạ, em xin cảm ơn câu hỏi này. Em nghĩ là em muốn gửi một thông điệp tới giới trẻ, tới các bạn trẻ hiện nay là luôn luôn quý trọng bản thân mình,
luôn luôn tôn trọng kiến thức, học hỏi cho một tương lai rất là sáng ngời. Dạ. Cảm ơn em ha. Dạ. Cảm ơn em đã đến đây để chúng ta ngồi nói chuyện chia sẻ với đại khán giả. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng nói chuyện của anh em, chúng tôi cũng đến đây xin được tạm ngưng. Và cảm ơn quý vị đã dành rất là nhiều thời gian để ngồi nghe và theo dõi cuộc nói chuyện của anh em chúng tôi. Xin hẹn quý vị một buổi nói chuyện lần tới. Cảm ơn. Dạ. Dạ, em xin cảm ơn nhà báo Tuấn và em xin chào tạm biệt quý khán giả. Xin hẹn lần sau.